sinh lớp 3A, trường tiểu học Tân Bình, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn cuốn sách Dế Mèn Phiêu Lưu Ký của nhà văn Tô Hoài. Dế Mèn Phiêu Lưu Ký là tác phẩm văn xuôi đặc sắc nhất của nhà văn Tô Hoài, viết về loài vật dành cho lứa tuổi thiếu nhi. Ban đầu, chuyện có tên là Con Dế Mèn chính là 3 chương đầu của chuyện do nhà xuất bản Tân Dân Hà Nội phát hành năm 1941. Sau đó, được sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân, ông đã viết thêm 7 chương cuối của chuyện. Năm 1955, ông mới gộp 2 chuyện lại với nhau gồm 10 chương để thành chuyện Dế Mèn Phiêu Lưu Ký như ngày nay. Xuyên suốt toàn bộ câu chuyện là cuộc phiêu lưu của chú Dế Mèn. Mọi chuyện khởi sự từ việc Dế Mèn cảm thấy chán nản với cuộc sống an nhàn nơi vùng cỏ ấu ven đầm nước. Thêm vào đó là bản tính ham chơi nên chú ta quyết định một mình đi khám phá thế giới ngoài kia. Đọc câu chuyện, chúng ta sẽ được lạc vào thế giới loài vật gần gũi, thân thương với những con vật gắn chặt với đời sống thôn quê, dân dã như bác xiến tóc, võ sĩ bọ ngựa, châu chấu voi, ếch cốm, chuồn chuồn. Một trích đoạn của chuyện đã được đưa vào chương trình môn tiếng Việt lớp 4 học kỳ 1 hiện hành của chúng ta. Đó là đoạn chuyện Dế Mèn bênh vực kẻ yếu đấy các bạn ạ. Dế Mèn cậy mình là chàng dế cương tráng, dương dương, tự đắc và cho mình là tay ghê gớm. Trải qua 2 bài học đắt giá là cái chết của dế chuất và bị bác xiến tóc cắt đứt mất 2 sợi râu mượt óng mà Mèn mới tỉnh ngộ, hiểu ra thế nào là lòng nhân ái và cái giá phải trả cho sự ngông nghênh của mình. Tôi sống độc lập từ thuở bé, một sự ngỗ nghịch đáng hận suốt đời. Cái máy nghe em bị hỏng, anh có thể giúp em sửa lại được không? Không, anh còn đi chơi con mụ cốc, chú mày có đi cùng anh thì đi. Cái cỏ, cái vải, cái nông, bà con cùng béo, cặp lông con nào, cặp lông mụ cốc cho tao. Tao nấu, tao nướng, tao xào, tao ăn. Anh xin lỗi. Từ đó, Mèn quyết chí đi chu du thiên hạ và việc làm có ích đầu tiên trong đời là cứu giúp chị nhà trò yếu đuối thoát khỏi lũ nhện hung ác, kết giao được với người bạn tri kỷ là Dế Chuỗi. Từ đây, cuộc đời Dế Mèn đã hoàn toàn thay đổi. Các bạn có muốn khám phá tiếp không nào? Mèn đã trải qua những cuộc phiêu lưu vào thế giới loài vật, vượt qua cơ man nào là rủi ro và biến cố. Nhưng từng bước Mèn vươn lên tự điều chỉnh, tự nhận thức để trở thành con người giàu lý tưởng và ham hiểu biết với bản lĩnh kiên cường của một trai tráng đầu đội trời, chân đạp đất. Bằng cách quan sát cái nhìn tinh tế về loài vật kết hợp với những nhận xét thông minh
hóm hỉnh, nhà văn đã đưa trẻ nhỏ đến với thế giới loài vật sinh động và cũng đầy yêu thương. Ai đã từng đọc Dế Mèn Phiêu Lưu Ký chắc chắn sẽ không thể quên tình bạn gắn bó của Dế Mèn, Dế Chũi, Xiến Tóc Trầm Lặng, Chị Cào Cào Ồn Ào, Duyên Dáng, Bọ Ngựa Kiêu Căng hay Các Huênh Hoang. Mỗi một loài động vật, nhà văn lại dùng ngòi bút của mình để lột tả rõ nét tính cách và đời sống riêng của chúng, để từ đó bày tỏ quan niệm của chính tác giả về nhân sinh, về khát vọng của người lao động, về một cuộc sống hòa bình, yên vui và sự đoàn kết. Dế Mèn Phiêu Lưu Ký mang lại cho chúng ta nhiều bài học trong cuộc sống, đó là bài học về thái độ sống, bài học về lòng tốt với những người xung quanh, bài học về cách đánh giá người khác, bài học về tình bạn chân thành, bài học về ý thức kỷ luật và sự đoàn kết. Các bạn ạ, trong mỗi chúng ta ai cũng có lúc là trừ dế mèn, trẻ con, bồng bột, sai lầm, ích kỷ, bất ngã. Nhưng rồi chúng ta sẽ thay đổi và trưởng thành theo thời gian, có kỹ năng tự nhận thức về bản thân và sống có ý nghĩa hơn. Với nội dung và ý nghĩa sâu sắc mà cuốn truyện đem lại, Dế Mèn Phiêu Lưu Ký quả thực có giá trị lâu bền trong đời sống, tinh thần của tất cả chúng ta. Nếu các bạn thấy tò mò về chú dế mèn, hãy tìm đọc cuốn truyện này nhé. Thân ái chào các bạn!